Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dần một hạt lúa trả vạn hạt lúa. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Ngày xưa ông bà đã thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tôn quý vào những ngày đầu năm mới tốt lành nhất. Tiên sinh Osawa nói, nhận một phải trả 10.000, tức 1 vạn. Trong cuộc sống, có nhiều thứ mà chúng ta cần phải tri ân. Ai nhận ra điều này sẽ sống có trách nhiệm hơn. Tri ân thực phẩm. Tri ân thực phẩm tốt, tươi, hy sinh thân mạng để nuôi thân người. Trên đời này, có loài nào dám hy sinh mạng của mình để nuôi mạng của loài khác? Chỉ có thực phẩm. Cao thượng như vậy, đáng quý như vậy, cho nên khi cầm chén cơm lên ăn hoặc bất kỳ thức ăn, thức uống nào, chúng ta phải dừng lại vài giây để tri ân chúng. Chúng ta sống được là nhờ thực phẩm. Không có thực phẩm, chúng ta không suy nghĩ được, không hoạt động được. Không có thực phẩm, tức không có sự sống. Thực phẩm quan trọng như vậy mà hàng ngày, mỗi khi ăn chúng ta có tri ân thực phẩm chưa? Thức ăn cho ta sự ngon miệng, tức cho ta niềm vui ăn uống. Mỗi khi chúng ta nhận quà, chúng ta đều cảm ơn người cho quà. Thực phẩm cho ta sự ngon miệng, chúng ta cũng phải tri ân vậy. Thức ăn cho ta thân thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, thân hình đẹp đẽ. Thức ăn cho ta bộ xương vững chắc, bước đi vững vàng, oai nghiêm. Thức ăn cho ta cơ thể khỏe mạnh để chúng ta làm những gì theo ý muốn, làm những việc thiện để tích phước. Thức ăn cho ta suy nghĩ để chúng ta nhận diện cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là sự thật, cái nào là chân lý, giúp chúng ta tích đức ghi công. Tri ân không khí, nhờ không khí mà chúng ta sống được. Thiếu không khí chúng ta không sống được. Cơ thể sống được là nhờ trao đổi không khí qua hệ hô hấp. Theo các nhà khoa học, hệ hô hấp làm nhiệm vụ hấp thụ khí oxy và thải ra khí carbonic. Không biết trong tương lai, khoa học có phát hiện thêm hệ hô hấp còn thu và thải thêm khí nào khác không? Tri ân cây cỏ. Để có oxy phải nhờ đến thảm thực vật làm nhiệm vụ hấp thu khí carbonic và thải khí oxy. Thảm thực vật còn cung cấp thức ăn cho các loài động vật. Như vậy phải tri ân thảm thực vật. Tri ân quả đất. Đất không những nuôi dưỡng thảm thực vật mà còn nâng đỡ bước chân người. Nhờ mặt đất mà chúng ta giữ được thăng bằng, đứng được, đi lại được. Đó là chưa kể đến các loại khí từ đất và khí từ trời. Tri ân khoảng không. Khoảng không chứa đựng chúng ta và sinh ra vạn vật. Nếu không có khoảng không thì chúng ta không di chuyển được. Không đi đó đi đây được. Chỗ nào cũng đặt quánh như bức tường thì làm sao chứa đựng chúng ta? Làm sao chúng ta di chuyển? Làm sao chúng ta xây nhà và xây tổ ấm? Tri ân vật dụng. Từ nhỏ đến giờ chúng ta sử dụng bao nhiêu vật dụng, trang thiết bị, quần áo, giày dép, bàn ghế, tivi, tủ lạnh, điện thoại, máy vi tính, xe cộ, không thể đếm xuể. Chúng ta mua hoặc sử dụng chúng với một cái giá vô cùng rẻ. Ví dụ một cái áo sơ mi, nếu tự mình sản xuất thì mất bao lâu từ khi làm ra nguyên liệu, rồi dệt đến may, đến cây kim hạt nút sẽ mất rất nhiều ngày, nhiều tháng. Vậy mà chúng ta chỉ bỏ tiền ra bằng một ngày công là mua được cái áo. Một cái máy vi tính, nếu tự làm thì chúng ta bỏ ra bao nhiêu thời gian? Vậy mà chỉ cần bỏ tiền ra bằng vài ngày công là tậu được một cái. Một chiếc máy bay, nếu tự làm thì chúng ta bỏ ra bao lâu? Vậy mà chúng ta hiện tại có thể bay khắp từ năm châu bốn biển. Nếu tự làm có những cái phải mất nhiều ngày, có những cái phải mất nhiều năm, có những cái mất cả cuộc đời vẫn không làm được. Quá rẻ, quá rẻ. Đây là một vài trong nhiều thứ nhìn thấy được, do đó chúng ta có thể tri ân được. Còn những thứ không thấy được thì làm sao mà tri ân đây? Tính ra chúng ta được hưởng thụ, được hưởng những ưu đãi quá nhiều thứ khi sống trên cõi đời này. Kể từ đây không ai được than phiền điều này điều kia, mà phải cố gắng làm việc hết mình để đền trả những ơn nghĩa mà mình đã nhận được. Người biết ơn hiểu rõ luật nhân quả là làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, và nhận là phải trả. Nếu không trả chính họ là người mắc nợ. Đã là người mắc nợ thì một chút hạnh phúc cũng không có. Luật nhân quả rất công bằng. Trang đã nợ thì phải trả bằng cách này hoặc bằng cách khác, không thể nào xu nợ được. Càng chạy trốn nợ càng đau khổ chồng chất, không nên trốn nợ dù chỉ nợ cây kim sợi chỉ. Người vô ơn là người ích kỷ, chỉ muốn mọi thứ thuộc về mình, người khác phải phục vụ mình. Thường người vô ơn không muốn làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ, từ đó gây ra tranh giành bè phái. Họ không biết rằng càng hưởng nhiều càng nợ nhiều, nợ này chưa trả lại gây nợ khác, tất cả khổ sở của mình đều do không biết tri ân gây ra. Người biết ơn thường nghĩ đến việc tri ân, xem mọi người như là ân nhân của mình. Họ thường làm việc hết mình để người khác được hưởng lợi lạc, dù họ là lãnh đạo hay là nhân viên. Họ vui khi thấy người khác vui, họ mừng khi thấy người khác khỏe. Họ có tấm lòng rộng mở, bao dung. Lòng biết ơn làm tăng tính nhân ái, đối xử tốt với những người khác. Vì thế họ được những người khác quý mến.
Chính vì lẽ đó họ luôn là người hạnh phúc và luôn thành công nhờ sự trợ giúp của nhiều người. Thầy Thích Huyền Diệu chia sẻ một trong những bí mật của thành công và hạnh phúc là lòng tri ân. Người nào có lòng tri ân sẽ có tất cả, kẻ nào vô ơn sẽ có nhiều đau khổ. Người biết ơn là người có trí tuệ sáng suốt, họ nhận ra chân lý trong đời này và những gì họ làm đều phụng sự chân lý mà họ đã thấy biết. Họ muốn người khác cũng nhận ra chân lý, họ làm mọi cách để người khác nhận ra chân lý. Khi nhận ra chân lý, con người sẽ thoát khổ. Đó cũng là cách để đền trả những gì họ đã nhận được từ thiên nhiên hay từ người khác. Họ làm mọi cách để trả ân, họ không muốn mình trở thành kẻ bội bạc. Để có lòng tri ân, chúng ta phải có trí nhớ tốt. Trí nhớ tốt giúp chúng ta không quên bất kỳ một ân nghĩa nào dù là một hạt bụi, giọt nước. Để có trí nhớ tốt phải có cơ thể tốt. Để có cơ thể tốt phải có thức ăn tốt, có lợi cho sức khỏe. Thức ăn tốt là thức ăn quân bình âm dương và thuận với tự nhiên. Thức ăn tốt của con người là gạo lứt hoặc hạt cóc lứt, ngũ cốc. Đó là thức ăn do tạo hóa quy định. Giống như thức ăn tốt của con bò là cỏ, thức ăn tốt của con cọp là thịt. Ăn thức ăn của loài khác không những trái với trật tự của tạo hóa mà còn vay thêm nợ, gây thêm bệnh tật và đau khổ. Thức ăn tốt giúp gia tăng trí nhớ, giúp nâng lòng tri ân và giúp tạo dựng được hạnh phúc. Ha ha ha, 问什么的说呵。